Giảm nguy cơ ung thư với những đồ ăn quen thuộc của người Việt. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, ngày nay, xã hội càng phát triển thì tỷ lệ người mắc các bệnh hiểm nghèo ngày càng tăng cao. Theo thống kê của Dự án Phòng chống ung thư quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 70.000 người chết và hơn 200.000 người mắc mới. Đáng lo ngại hơn cả là con số này sẽ không dừng lại mà còn gia tăng trong những năm tiếp theo. Vậy làm thế nào để có thể phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này? Theo các chuyên gia cho biết, một trong những cách để bảo vệ sức khỏe khỏi các mầm mống gây bệnh đó chính là bổ sung các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư và chế độ ăn uống của gia đình. Những thực phẩm này vừa rẻ tiền, vừa dễ tìm kiếm, không chỉ giúp chế ngự căn bệnh ung thư quái ác mà còn giúp nâng cao sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Vậy đó là những loại thực phẩm tự nhiên nào có khả năng giúp bạn ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư thần kỳ đến vậy? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Thứ nhất, nghệ, thực phẩm ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Nghệ vốn được biết đến là thực phẩm có khả năng chống oxy hóa và chống viêm rất cao. Nghệ đã được nghiên cứu và áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực y tế như chữa đau dạ dày, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, giảm đau viêm khớp, giảm triệu chứng trầm cảm. Hợp chất curcumin có trong nghệ có tác dụng phòng chống và chữa trị ung bướu rất tốt. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu việc bổ sung chiết xuất từ củ nghệ để điều trị và ngăn ngừa ung thư amidan, ung thư đại tràng, ung thư da và ung thư vú. Bạn có thể sử dụng tinh bột nghệ hoặc các sản phẩm chiết xuất từ củ nghệ có bán sẵn trên thị trường để nâng cao sức khỏe và ngăn ngừa ung thư. Đơn giản hơn là bạn có thể gia tăng nghệ trong các món ăn hàng ngày như một loại gia vị thơm ngon. Thứ hai, gừng. Từ lâu, gừng đã được mọi người sử dụng để chữa trị rất nhiều bệnh như cảm lạnh, ho, mất ngủ, đau đầu, đau bụng, v.v. Chỉ một cốc trà gừng nóng có thể giúp mọi người cảm thấy thư giãn hơn. Gừng có tác dụng chống viêm rất tốt vì có hoạt chất 6-sogam có trong gừng được so sánh với thuốc hóa trị, có khả năng nhắm thẳng vào các tế bào ung thư và tiêu diệt chúng. Ngoài ra, sử dụng gừng còn giúp giảm đờm, làm sạch họng. Với những lý do trên, gừng xứng đáng là thực phẩm hàng đầu giúp ngăn ngừa ung thư. Vị thơm và cay nhẹ của gừng rất dễ để kết hợp với những món ăn. Gừng ngâm nước nóng pha với mật ong làm thành trà cũng có tác dụng ngăn ngừa ung thư amidan rất hiệu quả. Trà gừng thơm giúp đầu óc thư giãn, dễ chịu. Bạn có thể sử dụng trực tiếp gừng tươi, gừng khô, bột gừng hoặc trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại kẹo gừng thơm ngon rất thích hợp để nhâm nhi hàng ngày. Thứ ba, tỏi. Từ lâu, tỏi đã được biết đến là một loại kháng sinh tự nhiên. Do đó, tỏi có thể ức chế vi trùng, vi khuẩn giúp ngăn ngừa sự viêm nhiễm. Ngoài ra, tỏi rất giàu lưu huỳnh, selen, arginine, flavonoid, oligosaccharide giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ bệnh tật và ngăn ngừa ung thư. Tỏi là gia vị được sử dụng khá là thường xuyên trong bữa ăn của gia đình hàng ngày. Tỏi có thể được sử dụng để xào nấu hoặc làm nước chấm, kết hợp với rất nhiều món ăn. Tỏi cũng có thể được sử dụng bằng cách là ăn sống. Một nghiên cứu chỉ ra cần 2 tép tỏi sống mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa ung thư và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nói chung xuống một nửa. Thứ tư, súp lơ xanh. Súp lơ xanh được coi là siêu thực phẩm có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư giai đoạn đầu. Trong súp lơ xanh có chứa rất nhiều sulforaphane và isothiocyanate. Theo các nhà khoa học, sulforaphane là hợp chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư ác tính mà không làm ảnh hưởng tới các tế bào khỏe mạnh. Không chỉ là thực phẩm ngăn ngừa ung thư, súp lơ xanh còn có thể cải thiện triệu chứng của các bệnh ung thư khác như ung thư tuyến tiền liệt, đại tràng, ung thư vú, gan, bàng quang và ung thư da. Thứ năm, cà chua. Cà chua là loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, làm vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể làm tổn thương tế bào. Đặc biệt, chất lycopene có trong cà chua cũng có tác dụng làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế phẩm của cà chua như nước ép cà chua, sốt cà chua cũng là những thực phẩm ngăn ngừa ung thư máu, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư buồng trứng rất hiệu quả. Thứ 6. Dầu ô liu. Polyphenol có trong dầu ô liu có tác dụng chống oxy hóa, viêm và rối loạn chức năng nội mô, chống tụ huyết nên được coi là thực phẩm ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Ngoài ra, dầu ô liu còn có thể ức chế hoạt động của các enzyme tham gia vào sự phát triển của các khối u. Thứ 7. Trà xanh. Mọi người không còn xa lạ gì với chức năng phòng tránh ung thư của trà xanh. Với ung thư máu cũng không ngoại lệ. Trong trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là epigallocatechin gallate, có thể ngăn chặn quá trình sản xuất các enzyme có hại cho sức khỏe. Trà xanh được coi là thực phẩm ngăn ngừa ung thư máu cũng như là rất nhiều loại bệnh ung thư khác.
ung thư ruột, gan, vú, tuyến tiền liệt, phổi và ung thư da. Trà xanh không chỉ ngăn ngừa khối u xâm lấn mà còn ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Thứ 8, cà rốt là một trong những loại thực phẩm đứng top đầu trong danh sách thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư tự nhiên. Trong mỗi củ cà rốt có chứa beta-carotene và carotenoid. Những chất này giúp bảo vệ trực tiếp cơ thể, trung hòa những chất có nguy cơ gây ung thư trong cơ thể. Bên cạnh đó, đây còn là thực phẩm vừa có giá thành rẻ, lại có thể dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Chắc chắn là cà rốt sẽ luôn có mặt trong tủ bếp nhà bạn đúng không nào? Thứ 9. Các loại đậu giúp phòng chống ung thư cổ tử cung. Các loại đậu, đặc biệt là đậu nành cũng không thể nằm ngoài danh sách thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư. Trong mỗi hạt đậu đều có chứa các hóa chất phytochemical, làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư. Không chỉ vậy, trong các loại đậu còn chứa nhiều chất xơ và hàm lượng protein cao rất có lợi cho cơ thể. Thêm nữa, lý do đơn giản khiến đậu có mặt trong danh sách này bởi đây còn là thực phẩm cực tốt với chị em phụ nữ. Ăn các sản phẩm từ đậu vừa giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên, vừa giảm thiểu được các nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Quý vị thân mến, ung thư là một loại bệnh nguy hiểm và có khả năng cao đe dọa đến sức khỏe của bất cứ ai. Nguy hiểm là vậy, nhưng việc phát hiện bệnh thường rất khó, bởi trước khi có những dấu hiệu rõ rệt thì bệnh ung thư thường tiến triển thầm lặng ở những giai đoạn đầu. Điều này khiến cho việc phòng và điều trị bệnh gặp vô vàn khó khăn. Do vậy, để có thể phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này thì ngoài việc bổ sung những thực phẩm bổ dưỡng kể trên và chế độ ăn uống của gia đình, bạn cũng nên hình thành 6 thói quen ngăn ngừa ung thư dưới đây sẽ giúp bạn có thể hạn chế nguy cơ mắc phải căn bệnh này một cách đáng kể đấy. Vậy đó, những thói quen đơn giản dễ làm nào, hãy cùng Sớm Mai Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ nhất, hạn chế rượu bia. Chất cồn là nguyên nhân gây ra các bệnh về răng miệng, họng, thực quản, ruột, vú và gan. Một giả thuyết của các nhà khoa học cho rằng chất cồn trong rượu bia có thể gây mắc các bệnh ung thư cao. Không những thế, những người vừa uống rượu vừa hút thuốc sẽ gặp nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, càng hạn chế rượu bia bao nhiêu thì sẽ càng có lợi cho sức khỏe bấy nhiêu. Đối với nam giới, ngưỡng an toàn khi uống thức uống có cồn là 20ml mỗi ngày và con số này chỉ là 10ml mỗi ngày đối với phụ nữ. Thứ hai, ăn nhiều rau củ quả ngăn ngừa ung thư. Thay vì ăn nhiều thịt thì chúng ta nên ăn nhiều rau củ quả để có hàm lượng vitamin và chất xơ ổn định. Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu là những thực phẩm khuyến khích sử dụng vì các loại thực phẩm này có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Rau và quả có thể làm giảm nguy cơ phát triển khối u ở họng, dạ dày, phổi, thực quản. Trong những thực phẩm này còn chứa các hóa chất có nguồn gốc thực vật giúp bảo vệ tế bào khỏi nguy cơ bị phá hủy và hàm lượng calo thấp giúp cân nặng duy trì ổn định. Đồng thời chất xơ có trong hạt ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm nguy cơ ung thư ruột. Ăn nhiều rau củ quả được xem là thói quen giúp ngăn ngừa ung thư dễ thực hiện nhất. Thứ ba, không nên dùng đồ uống có ga, đồ ăn vặt. Hàm lượng calo có trong đồ uống có ga và đồ ăn vặt là rất cao, vì thế bạn hãy hạn chế nước ngọt có ga, snack, bánh quy hay khoai tây chiên, v.v. Khi bạn thường xuyên sử dụng những đồ ăn này thì sẽ rất dễ bị béo phì, thừa cân, một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư. Thứ tư, không ăn quá mặn. Nhiều người có xu hướng thích ăn các món ăn có vị đậm đà vì cho rằng là nó ngon miệng hơn. Thế nhưng muối lại là thủ phạm làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng muối nhưng chỉ với một lượng nhỏ vừa phải, khoảng dưới 6g một ngày và khuyến khích sử dụng thấp hơn 6g muối mỗi ngày để ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên nếu chuyển từ chế độ ăn mặn sang ăn nhạt thì vị giác sẽ không thích ứng ngay được. Vì vậy bạn nên giảm muối từ từ, đồng thời tránh các loại thực phẩm chế biến sẵn vì trong những thực phẩm ấy thường chứa lượng muối cao để bảo quản được lâu. Thứ năm, duy trì cân nặng phù hợp. Bạn nên hiểu rằng cân nặng phù hợp không phải là bao nhiêu cân mà là có tương đối với chiều cao của bạn hay không. Nếu mắc bệnh béo phì thì bạn sẽ có khả năng gặp khoảng 10 loại ung thư như ung thư ruột, ung thư gan, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Nếu như bạn duy trì cân nặng phù hợp, khỏe mạnh thì bạn đã giảm được 1/6 khả năng ung thư rồi. Nếu coi hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu thì thừa cân được xem là nguyên nhân thứ hai ngay sau hút thuốc gây ra ung thư, bệnh tim và tiểu đường type 2. Khi duy trì cân nặng ổn định thì các tế bào mỡ trong cơ thể được giải phóng hormone như estrogen, một loại hormone có thể tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Bên cạnh đó, khi cơ thể có quá nhiều mỡ cũng sẽ sản sinh ra loại hormone tăng trưởng gắn liền với bệnh, kích thích phản ứng viêm.
Chính vì thế càng làm tăng thêm sự tiến triển của nhiều bệnh ung thư. Chỉ số khối cơ thể BMI mà bạn nên duy trì ở phụ nữ là 18,5 và đàn ông là 24,9 để cơ thể luôn khỏe mạnh. Thứ 6, tăng cường hoạt động. Luôn luôn tập luyện thể dục thể thao sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, tốt cho tim phổi và giảm được nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Cụ thể, vận động có ảnh hưởng trực tiếp trong việc ngăn ngừa ung thư như ung thư ruột, ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Hiệu quả của tập luyện thể thao đến với việc giảm nguy cơ ung thư tuy không được xác định rõ một cách cụ thể, nhưng nó không phải là một hoạt động vô ích. Bằng chứng là khi cơ thể vận động thường xuyên sẽ duy trì nồng độ hormone ở mức lành mạnh, tránh việc tích tụ mỡ gây béo phì. Ngoài ra, vận động giúp tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hệ thống tiêu hóa có lợi cho sức khỏe. Quý vị thân mến, nhắc đến căn bệnh ung thư, chắc hẳn ai cũng đều cảm thấy lo sợ đúng không ạ? Nhưng bạn đừng quá lo lắng, bởi chúng ta có thể ngăn ngừa căn bệnh quái ác này từ chính những việc làm rất đơn giản, đó chính là duy trì một chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, thì tôi tin cơ thể bạn sẽ thay đổi tích cực từ trong ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.